Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo mình cái nồi 2AT55 ha, bao bốc tủ xe ha. Em đi của nồi bố thạch bom Thái nha. Đó, thay pin bên Âu Nhật, bên Âu Nhật ha. Rất giòn tủ xe. Đó, chạy quá. Thì chào anh em 2AT55 nha. Giới thiệu với anh em có Quỳnh làm bộ nồi Thái. Con này đang bị tình trạng là tuột nồi lì nồi. Em cho anh em tham khảo mình cái nồi cũ luôn. Cái nồi cũ thì cái chuông bị sọc chuông nè, đồng chuông nó nhiều ha. Đó. Bố thì bị tình trạng là mòn chai bố và lì bố nha. Đó, mòn chai bố lì bố rồi và sọc bố nha. Cái dây cura tủ xe bị nứt dây cura nè. Nứt rồi nè. Đó, sắp đứt luôn nha. Rồi. Có mình cái bộ bi thì bị mòn quá, không còn cái độ tròn nữa ha. Đó, kẹp trượt thì bị mòn hả miệng nè, cho anh em không còn kẹp trượt nè. Đó, kẹp trượt mòn hả miệng lớn rồi, không còn cái độ phẳng nữa. Đó, thì cấu hình này thì em sẽ đi lại cho anh chủ xe combo là full của mình là bộ nồi Thái nha, đầy đủ cho anh em luôn. Đó, combo gồm cả nồi trước nồi sau. Đó, bi thì bị mòn vuông góc nè, không còn độ tròn ha, mòn mà hết nó đòn vuông góc luôn nha. Đó, đây, có mình cái bộ mới em sẽ đi cho anh em là full combo bộ nồi Thái luôn, gồm phần dây sẽ đi về dây bando Nhật nè. Chủ xe bando Nhật nha. Đó, bi bando Nhật cho anh em cho bền nha, bando Nhật chủ xe. À, kẹp trượt nồi Vinh Thái nè, ba trượt nồi mới nè. Đó. À, chuông á là em làm chủ xe làm bao mới chủ xe, không bị sập xước nha. Đó, mấy kẹp xe ăn luôn. Đi lại cho anh em là bố carbon Thái, ba cái, 1 2 3, full bố carbon Thái chủ xe, bao bền ha. Đó. Anh em 2 GT mà muốn làm nồi thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bữa nay mà chuyên làm nồi Thái dòng 2 GT, chạy êm, xe nhẹ bốc ha. Rồi, chào anh em. Rồi, chào anh em 2 GT, giới thiệu với anh em cấu hình ráp cái bộ nồi Thái nha. Đầu tiên sẽ cho phần cái bi bando Nhật và phần dán bi. Đó, bi này đã khui rồi ha. Đó. 6 bi nha, đi có là đúng dinh 6 bi. Bi thì có hai chiều. Anh em để cái chiều đích nằm dưới nha, đánh là khỏi mòn bi của anh em. Tiến hành là khui bộ trượt trượt nồi dinh Thái nha, cho phần cái tấm bên nồi. Rồi, tiến hành cho một phần cái chén bi cho anh em ha. Tới phần ắc nồi nha. Đó, mình sẽ cho một chút mỡ bò chịu nhiệt của phần ắc nồi để khỏi bị mòn nồi của anh em nha. Rồi, tiến hành cho phần cái chén bi và đốt vào phần cốt nồi trước nha. Rồi, em tiến hành là khui cái bột dây bando Nhật lắp vào phần cái bộ nồi trước và cốt nồi sau. Đó, dây thì đi dây bando Nhật cho nó bền nha. Rồi, cho vào phần cái bộ nồi trước nè và cốt nồi sau. Tiến hành là cho cánh quạt nồi vô. Tới lòng đền, tới tán nồi vậy em ha. Rồi, tới cái lòng đền đạp, lòng đền mỏng và tới tán nồi trước nha. Rồi, em tiến hành là cho phần cái bộ nồi sau vô luôn. Nồi sau là đi phun bố bon Thái nha. Êm mạnh bền cho anh em. Rồi, tiến hành cho cái bộ nồi sau vô, tới phần cái chuông nồi nha. Đó. Tới phần cái lòng đền mỏng và tới cái phần tán nồi. Em tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau cho anh em luôn. Rồi, tới cái lòng đền mỏng nồi sau và tới tán nồi sau nha. Em bắn cái nồi trước nồi sau luôn. Sau đó em sẽ ụp cái lóc nồi và test cho anh em ha. Có Quỳnh bộ nồi Thái chiếc 2AT115 bao mạnh êm bền. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo mình cái nồi 2AT115 ha, bao bốc tủ xe ha. Em đi của nồi bố thạch bom Thái nha. Đó, thay pin bên Âu Nhật, bên Âu Nhật ha. Rất giòn tủ xe. Đó, chạy quá đã. Hết gần hết rào nha anh em ha. Đó, bao ok cho anh em. Test nhẹ lên thôi. Đó, full của nồi Thái nha. Êm nhẹ bền cho anh em. Đó. Xe này chạy bây giờ là tiết kiệm xăng nha. Êm xe nhẹ máy. Chạy rất giọt bốc cho anh em ha. Anh em 2 GT mà muốn làm nồi chạy nhẹ bốc tiết kiệm xăng thêm thì ghé bên độ xe Việt Nam bao giọt cho anh ha. Chích lên thôi. Đó, quá đã anh em ha. Full bộ nồi luôn nha. Em thay lại bi bando Nhật với bando Nhật ha. Chạy cho nó nhẹ xe bốc nha. Bền cho anh em. Đó, giảm nhẹ cho anh em một hai dòng để cho anh em tham khảo luôn. Đó, chích lên thôi. Combo full nồi Thái nha. Đó. Êm ru nhẹ nhàng. Đó, quá đã. Làm xong em sẽ viết hóa đơn, phiếu này đủ cho anh em ha, để cho anh em đi chơi Tết nha. Đó, anh em tranh thủ qua sớm để em làm xong sớm cho. Hiện tại đang nhận làm xe chơi Tết nha. Đặc biệt cái dòng xe Tiga là em làm vào full nồi cho anh em luôn. Chạy bốc nhẹ xe bên. Rồi, cảm ơn trai 2T rất nhiều.